Xin chào anh em nhá. Thì đầu clip buổi chiều ngày hôm nay thì em lưu lại về cho anh em cặp loa 4731X em đỉnh cao, quá mới luôn. Đôi này thì nó là chân phân khúc 2 bát 30, từ 220, loa 4 số Mỹ bãi đời X. Đôi này thì có chất âm hay hơn 722 rất nhiều, uy lực mạnh mẽ, đỉnh cao. Đàn em của 4731X, nhưng mà chơi gia đình có thể đánh giá là hay hơn 4731X vì nó gọn. Và em yêu về thêm một đôi monitor của LA Autotech này. Đôi này đúng là hết bài luôn. Chín hai năm rất nhiều. Em nhu cầu đầu tư mua về những cặp loa Mỹ xịn sò, liên hệ với Hiền Review Audio Chí Linh Hải Dương anh em nhá. Giờ này hàng hóa nhiều quá, ngập trời luôn, giá thành đang tốt, ưu đãi cho anh em. Anh em nhớ liên hệ sớm với Hiền Review. Bạt ngàn, ngập trời. Quá nhiều luôn. Em nhu cầu đầu tư mua liên hệ sớm với em nhé.